Này. bảy cái Ê, cây giống ê, ê, bắt được con rồi nè, vậy đi. đâu? Có mấy con dễ bắt lắm, có mấy con kiểu mình cho nó ăn cái là nó bắt được. Nè, where you? Con này Where em you đây, now? Ở đâu rồi? Ở đây, solo, À đây, solo, solo, cho solo. thấy, nè. Thì chúng ta làm gì nào? Bây giờ chúng ta sẽ thông đít con này. Đâu phải kích. Bây giờ là nhấn Y để mở inventory lên cộng điểm cái kiểu là stamina. Nhưng mà kiếm thiếu á. Đi cô. Nhưng mà cái trong trong đây là thằng nào nhìn cũng phèn hết á. Nhìn ôi. Mặt con này giống giống cái thằng này trong Grand of Grand rồi mày. Cái thằng gì đi giống Grand of Grand á. Grand of Grand thì ta. Thằng gia điên thì tao không nhớ thằng nào. Tao cái thằng cửa heo á, cái thằng cửa heo á, cái thằng cửa heo á. Bây giờ thấy thấy giờ giờ trình độ IELTS bao nhiêu chấm rồi, đọc đọc câu này hiểu không? Câu màu xám này hiểu không? You must be at least level không to feel this fear, là mình đang ít hơn, mình đang ít level à, ít hơn level 10 đúng không? Là hey, mình you must be at least nè. You must be at least là mình phải ở ít nhất là level 10. Thì mình ý là hiện tại mình đã ít hơn level 10 thì mình mới bắt cái này được. What the fuck? Ít ý nhất là, ý là hiện level tại mình đã ít hơn le... ý là mình đã ít hơn level 10 đúng không? Là mình ít nhất mình phải lên level 10 mới bắt được con phi môi IA. Ừ đúng rồi, rồi rồi vậy đủ rồi đó, đó đủ đủ tôi chơi được rồi đó. Con này tuyệt chủng rồi. No, no gà, gà sinh tồn, mẹ vô lít. Vô lít hết thời rồi đó. Vô lít, bây giờ ông à, vẫn còn bữa, làm video. Bữa coi vô lít đi bán áo, bán rồi được rồi. 30 cái xong đi qua thì mua nữa. Rồi vậy đi. Anh em chặt cổ thôi, bây giờ chúng ta sẽ không nói đến chuyện đời tư người khác. Ui, nên vậy, nên vậy. Đúng rồi, để lát vô clip cắt này vô lít ra không chứ fan nó vô chửi chết. Em tâm ơi, fan vô chửi mình chửi lại thôi. Có gì tao chạy trước. Hiện tại thì chúng ta có thể chế được cây rìu gỗ. Theo tôi chế. Nhấn Y. Y là này, có chỗ craft nè, engram nè. Engram là chỗ học học skill, học chế đồ. Gỗ lấy ở đâu hoài? Gỗ, gỗ mà chơi Minecraft là gỗ đây đâu? Gì đó à? Cây. Ừ đó chặt cây, đi. Ở đây đây đây. Ok, giờ chúng ta có bạn ba chi là bạn 65 đây. What the fuck là bạn 65? Bây giờ mày muốn chơi cho nó máu lửa không? Giờ máu lửa sao? Máu lửa đi qua vùng này chơi nè, dùng dùng cái vùng xanh xanh này là vùng khởi đầu đất yên bình. Qua vùng này, qua cái vùng bên này nó mới máu lửa nè. Đâu rồi, đâu đâu không đâu. Đây, theo sao chưa gì lạc nhau cơ mà nè. À đây đây đây. Ở đây đây, ok. Ok, hôm nay hôm bữa em mới coi podcast của ông Di Lê hay. Dạ, ông kêu là ông làm 2 tháng là không có ai xem hết. Ông chỉ cần cái clip mà ông lấy cái clip gì ta, ông post một cái đoạn lên TikTok là dù đó được bật kiếm tiền luôn. Vậy vậy thì mày nghe ảo quá chứ. Đó, để bên em đi. Đó bên kia là có mấy anh trai rất là đẹp trai. Rồi, ok, tao chạy trước đây. Tao đi đây. Tao đi đây. Giống giống mấy con chồng mà rap á, mấy con dưới địa ngục á. Bà đây. Ok, không sao hết. Qua vùng này là nó sẽ không giết mình nữa. Đó. Ta sẽ có cái chó này. Sao con chó này dám quấn lại em rồi. Đâu, chó này dám quấn mày. Sao nó vậy? Holy shit. Ủa bị gì rồi? Con nào? Rồi, lại coi. Sao em bị giống kiểu em bị ở ship à? Đủ. À. Giết nó, đúng rồi, giết nó. À, ok. Sao bay đầu tứ lung tung vậy bay? Giống Brazil quá. Ê, cái fiber lấy ở đâu rồi? À, hay. Lầm cỏ. Lầm cỏ. Sao tôi lầm à? E à? E à. Em lầm ra cái thách không à? Thách. Ủa, thách. À, thách. À, lầm trái cây á. Mấy cái cây đồ á. Cái là lầm ở mấy cây đúng không? Mấy cái cây mà nó cao cao hơn xíu nè. Ủa sao lại lạc cơ mà nè rồi. Ngon lạnh. Không thấy rồi, thấy rồi. Em đã có đồ để em đi xin. Ê, cộng. Có gì nhớ là cộng vô quay nha. Cộng vô cái cân nặng á. Ê, em có đồ đi xin thằng kia rồi. Đi kiếm kia lại. Đây. Đâu. Tao cũng có nè. Đây. Ôi, cái gì? Ủa. Ê. Ồ, đi nè. Rồi, cho mày đi xử cưới nó nè. Xử nó về. Vô đi xin chết hai thằng. Yên tâm. Chắc chắn là tao chạy trước rồi. Bài chức. Mày cứ đi trước đi, có gì tao chạy trước. Cái này giống cây phóng lợn à. Nói gì vậy? Oh shit, chỗ này nóng. Ê, stay go. Ê, lớp anh, có mấy thằng bảo lớp anh, lớp nào mà chả có đúng không? Ừ. Ê, đu, có như một đỏ đỏ với mày. Làm sao để zoom ra? À, con, không có, hình như muốn zoom là phải có ống nhòm. Nó đánh bể đâu, có màu đỏ rồi. Ơ, đâm ơ. No. Sợ. Ok, bình tĩnh khả. Bình tĩnh khả. Mà nó đánh, ở không mà có khô chích này. Ơ, nó đánh lúc nó sẽ khô chích. Lút, nó tới. Ê, con này level 20. Hello bro, what's up? Con này con gì mà đâu phải con rồng. Riffong, nó là Riffong. Giống con Riffin vậy. Chạy, chạy, chạy. Đây này nó đâu dí được đâu hả? Ừ, giờ dùng này nó không dí nữa. Game này để làm vậy á. Không, con đó thì chỉ còn cho ăn thôi mà, đâu còn ấy đâu. Một làm sao để cho nó ăn gì? Nó ăn trái cây. Mấy con mà nó có cái dòng chữ xám xám giống hồi nãy á. Là bây giờ mày để trái cây. Sao thu phục mà nó nghe à, nó nghe là thu phục à? Ừ, có trái, bỏ trái cây vô ô số 0 á. Giờ nhấn Y ra. Nhấn Y vô. Ê, có trái cây không? Có bỏ này. Bỏ trái
trừ trừ trái màu trắng với lại trái màu đen ra thì bỏ bỏ xuống ô số 0. Ô số 0, ok. Rồi xong đi lại mấy chỗ đó. Là đi lại thấy e không? Ok. Đó, Để ô. đặt tên là Nick à, không được. Đi Đặt từ tên gì từ. ta? Giờ hai thằng chưa có vô chung clan. Đó Chưa gì hả? nó có chữ following Không không, đúng vậy đúng vậy. đó. Rồi Mấy xong. mình sẽ làm nguyên một đội quân xong anh em mình qua xin con kia. À, nó chào một phát chết hết. Nghiện À, cách cách bị sức mạnh trong trái đây đi nó khác vậy. không? Cách bị trong đây nó khác, khác nó khác biệt không? Nhớ hồi trước chơi cái đợt mà đánh đánh con cá sấu không? Nhớ nhớ Đó, đó, một con cá sấu nó làm gọi hết cái đám. Ok, bây giờ giờ chúng ta nãy giờ nãy giờ sẽ mình chưa có đạn nào hại hết đâu anh, giờ mình phải kiếm cái đạn hại hại tí. Ok, Nãy giờ mình chưa có đạn nào gọi là nó special lắm. bây giờ sẽ special đúng Được không? Vô tao với mày vô kiếm tia rết nè. Khoan, rồi. Đó từ là chuyện ngu từ rồi. này trời, bây giờ trời tối quá không không ấy được. Tao phải chờ trời sáng lên nó mới dễ. Đây làm Dạ. sao để em bỏ đồ ăn cho con này rồi. Làm sao để cho cái con này ăn. Nhấn ép vô người nó. Rồi em bỏ chiếc cây vô cái chỗ ở đây đúng không? Mấy nhìn cái cục này nó cứ như nào đấy. Ê, đom đóm, đom đóm. Đứa nào biết, ê, thuộc bài đom đóm không? Hát 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 lên nghe mày. Ra năm cũ à, mới bị Nè. VTV Ơi ừ, đi, còn đom đóm nó đu trên người mày á. Giờ đi đâu cũng sáng hết. Ô, đù, em đéo lên phân giác đâu. Bỏ đây, Oh bỏ shit. đây. Đéo Không, phân giác sáng đâu, mà, đéo phân sáng giác đâu. mà, sáng, sáng. Thôi coi như nó, coi như ánh sáng của Này, đảng thì đừng coi nó ánh sáng của Jack. em không muốn bỏ con. Mày bỏ đom đóm mà khác gì bỏ con đâu. Em đéo muốn bỏ con. Cứu mẹ, Bỏ đom chắc đóm bị khác gì đặt bỏ con cứu anh. đâu. À đúng rồi, giờ chơi hình như chế yên được đúng không Đã đủ hoang sao chắc bảy giờ không được. Ở ta? đâu What the mà fuck, cái gì? lâu vậy? Ở cục thịt Chắc lâu bảy giờ đã lắm. không hết rồi. Cục thịt nó lâu lắm À, vậy là. holy Bây shit. giờ ta còn chế Các bạn, có nói dành này hoài. cái gì? Món quà thật là ý nghĩa. Tao tặng lại mày á. Không, không, không lấy đâu. Cái đồ đồ họa của game này nó không đâu tệ lắm đâu. Nó hơi Minecraft thôi. Không, thật ra thì Minecraft theo tiêu chuẩn thì Minecraft nó là tệ rồi. Ấy là Minecraft cài cái mấy cái shader vô nhìn vẫn đẹp mà đúng không? Đẹp phết luôn cái đùa. Để buổi sau làm có làm Minecraft em mấy cái shader vô. Chắc chắn mấy chị cháu nó sẽ khoái. À, xong nó bắt chước nó làm theo là máy nó như cái TikTok luôn. Đây Đúng nè, rồi. con của mày có yên rồi nè, cứ yên. Đâu? Đó mới Holy gắn shit. vô á. NM. Đó. Alo. Rồi. Rồi. Tèo. What Em nhìn đã càng ngày càng trong cái con trong Clash of Clans rồi. the Con cửa fuck? heo á. À, ui, ba sừng. Đâu? Ba sừng nè. Level 30 mới cho bắt rồi bà đi. Ê, chơi ba sừng không ấy. Ê, chơi ba sừng đi. Cái bài sừng à? Ờ, chơi ba sừng đi. Ba Ủa sừng được không vậy? cũng không. Holy Sừng, shit. ba sừng thì nó cũng không không có gì nhiều đâu. Nó chỉ hút mạnh thôi. Holy Oh shit. shit. Oh No. fuck. Không Oh shit. được không được Ý không được không được không được không được không được không được Đây đây. không được không được Nào xong bay không bay. được Nào đừng 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 À Bay không, rồi thật ra bay là rồi. không có nhiều đâu. Chơi Oh shit. mẹ đi, nó giết con kia của em rồi. Đồ đồ Không chết không rồi. chơi đâu. Không 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 À, ta chúng ta No, có viện trợ này. đừng đủ cứu cứu anh cứu 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 sao cứu sao người ta cứu bằng niềm tin à? Đây anh. tao ta đứng Ông Vinh nó đi, ông Vinh nó để gì tôi đi được tao gì đứng nữa tao đứng chặn lại cho không ổn rồi không ổn rồi cứ kia đứng lại đứng lại đi đi thôi đứng đi thôi ôi ấy gần chết thiệt rồi không không được sao chết hồi sinh lại lại không gì không có gì hết không được không được không được chết con luôn kia nào nào đừng 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 làm ơn bạn đừng ơi đừng chết bạn rồi ơi bạn ơi ôi xong ta chạy không lại tôi xong rồi tao chạy chậm được ngắt không ngắt rồi không xong rồi tôi xong rồi nó đang dí ta mà yên tâm đi chi quy mẹ con đúng một giọt nghĩa đen rồi ok chiếu ơi ôi sao ôi Fimomia nằm xuống rồi không sao oh fuck nào sao nó giết con một mình rồi kinh nghiệm cho Minecraft con chó đẻ đâu chui xuống đất con nó hút con của em đúng một phát luôn ok chiêu rồi chiêu rồi chiêu chiêu hello bro ba chi nằm xuống rồi chúng ta không nên chơi ba sừng vậy kinh nghiệm mà đừng nghe ngoài ta ta chỉ đâu ta kêu là nó chỉ tao chỉ hút mạnh thôi mà nó đâu có làm gì đâu yeah, mày nó chỉ bị cái nó hút mạnh thôi còn lại yếu lắm. không 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 Ê, cứu nó hồi rồi máu cứu nhanh đi quá bay thôi chạy 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 ấy Khải đào 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 hang xuống đào hang xuống cứu được em đào là nó chạy tới rồi đứng đứng im đào xuống đứng im đào ý tưởng tốt ok nó bình tĩnh rồi ha ok rồi chúng ta lên chiêu lại đây vậy
Ê, 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 cano. Ủa? Ê, chạy chứ rồi. Ê, Khải, trên đây có con này nhìn vui lắm. Đó đi, đó đi. Đó, con chó kia đi chưa? Chó kia đi mày rồi, con đi. Chó khác tới nè. Đâu? Đó. Rồi, đây là đây chỉ mấy con kia mà. Ừ, đó. Ê, ôi, có con rồng mày. Ê, bắt con rồng vậy được không? Ừ, được, nhưng mà sau này mới bắt được. Giờ chưa bắt được. Không, không phải con rồng nữa, cái con gì á. Nó là con chuột chuột. Không, nó là rồng tiên. Nika. Oh, what the fuck. What the fuck. Sao? Má tên chiến đi. Em N-I-G-R thôi mà, N-I-G-R thôi. Không, ấy là tên Bà Sừng. Là Mì Bà Sừng. Tên đúng chiến. Bà Sừng. Tên đúng chiến. Con này sao nhìn nó như nào quá em. Nhìn nó cứ như nào quá đúng không? Nhìn con chim này. Ờ, nhìn nó ngu gì. Ừ. Em mong chơi gì. Đâu đâu? Đây, bên này. 6 rồi à, mới nhanh vậy? 16 rồi, giết mấy con này lên đây và nhanh mà. Ui, đồ, nhìn giống nhà thám hiểm chứ. Ờ, mình đang đi thám hiểm à. Nhìn nhất giống đi... mấy ông đi nhà khao cổ. Mình đang đi phá hệ sinh thái của nó đúng rồi thôi. Ờ, hồi giết. Ờ, em vừa cái nỏ này lại không? Là chuẩn bị chế cung rồi. Ờ, level 15 chế cung được mà. Cài lên level 15 đi. 15. Chế cái bốc sinh có được gì không? Bốc sinh như đấm á. Đấm. Nhắm mày đấm lại con bay sừng không? Không. Đấm lại thì chế. Lùm đi. Ủa gì vậy? Ủa sao chết rồi? Cái gì chết? Con bay sừng mày chết rồi. À lộn đi con. Cái con đi. Ơ sao điện mày bay sừng chết rồi? Đờ mờ. Mày con chó. Con này chết. Bà tự đàn à? Tại sao con phi moe này mạnh vậy? Level 4 đi bà không? Level 4 e. Ok. Mày giết con bay sừng của tao. Nó farm level đi Khải. Farm được 14, sắp lên 15. Mình tả quá, đi giết mấy con gà. Giết mấy con gà lên nhanh. Để có cái cung độc rồi đúng không? Cái này là cung độc rồi. Có, chế được luôn. Neko Berry. Để qua kiếm con mẹ ba sân 2. Con này bắt không được. Tổ phát bút Flaming Food rồi. Phải để đồ ăn ở đây. Đi mẹ ba sân 2. Đi chơi ba sân à. Thôi. Để em gắn yên lên, em cười yên. Bên này mình có một con ba sừng level 11. Okay. Vô em. Vô thằng em. Ok, đâu rồi. Đâu rồi. Vô này. Đây em đây. Đấy, nhìn về trên này. Ủa, con này chạy chậm không? Con này chạy siêu chậm luôn á, sao chơi lại ba sừng. Bây giờ để nó ra tăng đam thôi. Tăng cơ 1 2. Tăng cơ 1 2 phát gì đó xong mới nằm xuống. Bắn. Level 4. Khoan, 30 cho bắn. Giờ làm sao nhắm rồi, làm sao ba bắn được? Ở đây holy shit. Trái. Rồi, chuẩn bị chưa? Vô là. Ê, level 30 mới cho bắt hả? Ừ. Mình mới level 10 mấy à? Em... Ờ, level 10 mấy. Ê, vậy bắt được không? Không. Vậy bắt gì? Giết. Giết thôi. Để anh đi. Đi farm tiếp rồi lát nữa lên bắt thôi. Farm nhanh mà đúng không? Ờ, chắc nhanh á. Ta đoán vậy. Ờ, vậy chưa. Từ để anh đi. Đoán vậy. Cần phải gì? Chứ đâu. Ờ, đây. Giờ chuẩn bị đồ nghề. Bây giờ là... Con phim đồ nghề. Ê, con đom. Dắt. Tao giết dắt ở đâu mà. Ôi fuck. Em tính đi giết thằng bỏ con. Ê, cái con này con đô mình cưỡi được không? Không, mình cầm nó được thôi. Ê, bên kia có con. Ê, bên kia có con kia nhìn vui kìa. Qua chơi đi Khải. Qua khám phá thế giới. Bắt được không? Bắt được nhưng mà giờ chưa được Khải ơi, bình tĩnh. Ê, đi. Rồi xong. Cứu. Qua sừng 2 trả lời. Đào xuống. Không nói gì em. À, nó dí qua bên này, đi xong rồi. Nó dí cũng này. Hay khoan, nó về. À không, nó dí em, đâm ơ. Fuck, đào xuống. Ơ sao nó chạy qua đây lại. Ủa xong rồi. No, no. No. Đâm ơ. Nét nhà ơi. Chết mẹ. Nó thành máu nó gấp 4 lần con ba sừng nha. Thôi khỏi đi. Ê, chờ đi con. Nhớ hình như nó 2000 mấy á. Em với anh đấy xã hội mẹ rồi. Ừ, đấy xã hội. Bên kia còn mấy con 5000 mấy. Ê, hay mình dụ nó qua đấm ba sừng ra, được không? Được. Mình quan trọng là nó ăn luôn. Mình đâu làm gì từ ăn luôn. Khu này giờ Sida hết gì, chỉ mình chỉ có cày level thôi. Thì ra là mình Sida chứ không phải là khu này Sida. Không, tức là khu này Sida. Không còn gì để bắt hết. Trừ ba sừng bắt không được rồi. Có mà mình bắt không được chứ không phải là không bắt được. Sida thôi. Giết mấy con turkey đi Khải. Mấy con gà tây á. Giết mấy con đó nó cho level lên level nhanh lắm. Con ở đây. Ơi chế được cái yên ơi. Chế được yên chim ơi. Con khủng long trời hả? Ừ, chế được rồi.
Level 20 cho chế. Em mới 19 nè, đầm à. Nhanh lắm, nhanh lắm, dí bằng gà lên nhanh lắm. Thế chứ đâu có con gửi thư nữa đâu đúng không? Không, gửi thư thì hình như vẫn còn. Ô, ê nó xỉu ơi. Ê, tao bắt hai con luôn đi. Chờ, chờ, chờ. Ui, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng gõ ba sừng. Tao đang bắt chim cho hai thằng. Bờ tê ra nữa con. Ủa? Kỳ ta. Đúng level, level 20 là... Oh shit. Em level 21 rồi nè. Ừ, đó, chế được rồi. Chim, cái con chim là ở trong engram kéo xuống cái phần, nhấn vô cái phần metallurgy á. Ok, bây giờ chúng ta giờ chế yên đi. Chế yên, mỗi thằng một con bay đi tìm vùng đất mới. Metallurgy, leather với lại wood. Leather kiếm ở đâu? Leather giết, kiếm em kia lấy vàng. Đúng, bên này em nhiều leather lắm, em dục hết rồi. Oh fuck, bỏ vô rừng á, đừng dục. Bây giờ ê, con chim này. Trước khi mình đi, em nghĩ trước khi mình đi mình phải thích con bác thần rồi. Đợi khi mình về mình sẽ trả thú. À, cho nó đừng có theo. Con chim này lấy thịt nhanh lắm. Em đang lấy da của mấy cái này mà khó lấy quá. Ở đù, mẹ. Đây là đồ là hai của cái cung á. Ê, anh biết cái ông Giai Anh ông ngoài. Không. Ông Giai Anh làm BBB Marap á. Không, bây giờ đâu coi Marap rồi. Một năm trước hơi bị hot, xong tự nhiên năm nay như mất kênh luôn rồi. Đâu mất tiêu rồi. Holy shit, đây. Here we go. Ok. Coi chừng thanh mana nha. Stamina chứ. Bây giờ muốn xây ở đây hay là qua dùng tức mới xây? Qua dùng nào, có mấy con hay ho mình xây. Hay ho giờ nhiều dùng có con hay ho mà sợ bây giờ đang đi nữa chừng này. Chết. Không chết được. Nè, như này nè, bây giờ mình bay qua mình khè lại cho nó có đang làm gì được mình đâu đúng không? Thật chọc đường. Coi chừng cái thanh stamina nha. Stamina, cái đó. Thanh vô cổng hả? Không, cái hình sấm chớp, cái bên góc phải á. Phải hết sấm chết. Đâu còn đầy, em còn đầy stamina này. Bay chiêu cho nó hồi thôi, giờ có sao đâu. Không, bay chiêu đâu hồi đâu. Ờ. Đáp đất mới hồi. Nó một tiếng rồi, video này một tiếng rồi. Em hãy biết tháp đôi không? Tháp đôi, oh shit. Đâu cái tháp đôi đâu. Đâu ý là em với anh hai. Đập vô tòa tháp đi. Đây, kiếm đi. Mỗi thằng một tháp. Giờ đi qua đâu? Giờ đi vô đâu? Nè. Đi đâu đó. Ném mấy con kia ra. Ê, mà trên đây mình không làm được gì hết à? Ờ, đúng rồi. Mấy chén vậy thôi. Trên đây mình chưa có đi khám phá. Con này nhìn đẹp vậy. Á đù, cho bé đâu nè. Ừ đó. Nó hút cái chết. Rồi xong phim. Xong phim. Oh shit. Cái gì vậy? What the fuck? Đâm ơ.